Hello đại gia đình, chào mừng đại gia đình đã quay trở lại với kênh Huỳnh Thúy Bảo nha. Thì đại gia đình mình ơi, ngày hôm nay Bảo sẽ quay trở lại với gia đình một món một video mới. Thì ngày hôm nay là cả nhà mình biết là mình vừa về nội lên đó. Thì sẵn dịp đó có anh Quốc, chị Mai ở Đà Nẵng cũng đến nhà mình chơi ở lại một đêm. Thì các bạn cũng biết là vừa rồi là gia đình mình có dịp đi ra Đà Nẵng để mà thăm anh chị, cũng như là anh chị dẫn mình đi tham quan thăm thú vòng vòng Đà Nẵng đó. Thì nhân tiện anh chị vô thì mình cũng mua ít đồ về để mình một cái clip, cũng như là mời anh chị thưởng thức những cái món ăn của mình làm. Thì bây giờ Bảo sẽ khui ra cái món hôm nay Bảo sẽ mua cái gì để cho cả nhà mình. Rồi cả nhà ơi, là Bảo mua nè. Wow, đây cả nhà biết con này con gì không? Đây là cua lông. Cua lông thì rất là lâu rồi Bảo mới thấy lại, và hôm nay Bảo mua, quyết định order về cua lông. Hôm nay Bảo mua 2 ký cua lông này, tầm khoảng 15-17 con gì đó. Đó, đây là tên các bạn, tôm hùm đó, có mua 2 con. Và đồng thời ở nhà mình đó, bữa trước mình có rồi nhưng mà mình phải về tắm sắm đó cả nhà, nên là Bảo để lại trong tủ lạnh. Có order 2 ký sò điệp Nhật rất là to, siêu to khổng lồ luôn. Thì bây giờ á, Bảo tính hôm nay là làm tôm, thì có thể là Bảo sẽ làm lại cái món sò hành gừng. Cua này sẽ hấp và sò điệp sẽ nướng và hạt. Hấp dẫn ghê. Wow. Thì bây giờ Bảo xin mời đại gia đình cùng xem cái video ngày hôm nay của Bảo nha cả nhà. Cua lông Hồng Kông bên hông chợ lớn hiện tại. Nhà nhớ là cái video hồi trước á, mình có review là có một người chị An Nhiên đó cả nhà, chị mua tặng cho hai vợ chồng mình ăn thử rất là lâu rồi, cũng cả năm hơn rồi đó. Hôm nay mới có dịp thấy và đã mua lại cái gạch của cua lông rất đặc biệt. Ủa, nhiều dữ ta. Ăn một lần xong là mình đã thấy mình thích ăn một lần thứ hai luôn cả nhà. Một lát mà chỉ cần ăn cái gạch thôi là ngon rồi. Đây cả nhà ơi, thì hôm nay hồi nãy Bảo có nói với cả nhà là một con Bảo sẽ không tính xào hành gừng, nhưng bây giờ Bảo suy nghĩ lại rồi, Bảo sẽ một con Bảo sẽ xào hành gừng, một con Bảo sẽ nấu lẩu ăn cho nó no luôn cả nhà ơi. Chứ nhiều khi xào thì ăn không có no. Đó, bây giờ Bảo ghép lại cái đầu mình con tôm cho cả nhà coi nha. Wow, cái tiết đó. Dẫn không? Cho bữa nay là chồng em là coi như vừa thể hiện đẳng cấp luôn. Một chỉ là tôm hùm thôi mà chế biến nghĩ ra tới 2 món luôn cả nhà. 2 món là bình thường hay chứ gì đâu. Bữa nay thay mặt Ngân trang trí lên mới ghê chứ. Vậy là làm đi tôm rồi. Ok, cái này là mình sẽ bỏ vô trong bao kiến lại, và mình sẽ bỏ vô trong cái tủ lạnh để mình nấu cái nước, xong rồi khi nào mình thấy xong mình sẽ chế biến. Rồi đây nha, giờ sẽ mở cái cua lông này ra nha cả nhà. Cái ốc với lại cái ấy cuông tôm Bảo để Bảo hấp luôn. Đó, hấp dẫn ghê cả nhà. Bây giờ đó, ngon quá. Các bạn, còn đây là cái nguyên liệu để mình xào hành gừng với lại nấu lẩu nè. Thì hôm nay Bảo nấu cái lẩu riêu nấu ngót các cả nhà, giống như là ở ngoài miền Bắc mình ăn á. Hôm nay mình nấu bằng mẹ tư nè. Đó, nước đây chuẩn bị. Còn bên đây là gia vị hành tỏi để mà nấu nước. Đây, bây giờ mình thả cho khoảng 4 cái me vô đi. Rồi với lại là
đổ nước vô mình nò, mình nấu nước cho nó ra cái nước me đây nè. Rồi mình nấu một hồi cho me nó ra nước, xong bắt đầu mình sẽ bỏ cà chua vào đó. Bây giờ mình đổ cà chua vô cả nhà, rồi bắt đầu là để cho cà chua nó mềm, nó chín, xong bắt đầu mình sẽ nêm nếm. Em thấy chua chưa ngăn? Chua lét luôn hả? Thì lấy thêm nước. Nhà bây giờ bắt đầu bỏ sẽ chiên tôm nha. Nay không có bột bắp thì bảo làm biến đi mua quá. Ở nhà hết rồi, kệ đi. Chiên cho nó chín sơ mình xào lại cho nó ngon. Bột bắp mục đích biết làm gì không em? Giữ cái phần thịt ở trong. Đúng rồi. Trời ơi, chồng làm đầu bếp mà hỏi vợ riết thuộc bài luôn đó. Không thuộc là đòn à. Nhiều bữa ha, cái những thế nào hai chồng chứ thế nào mà không biết rồi cũng hỏi anh Bảo vậy cả nhà. Trời, bữa nay chặt khéo quá, anh chặt hai cái càng, chặt giữa rồi hả? Ừ, đây ở trong nhà mình đang thấy cho nó ngon, chặt nó nát rồi. Rồi, để cho mình chút xíu thì cho nó lấy đi. Thì các bạn bây giờ bắt đầu Bảo đã nêm nếm cái nồi bên kia ngon lành này nè. Bây giờ bắt đầu sẽ xào cái tôm này cả nhà. Nhà mình đang có một sư bà đến thăm, hãy xem video của gia đình mình đang làm chủ trì ở ngoài Vĩnh Phúc Bến Tre. Mở với Ngọc đang tiếp chuyện ở trên đó, còn Bảo ở đây thì để làm đồ ăn để chút nữa tiếp khách. Thì cô đến bất ngờ và đồng thời cô không có tiết lộ cô là sư đó, nên là không có chuẩn bị đồ chay cho cô được. Mà cô thì cũng có dùng cơm rồi nên là cô cũng không có muốn dùng. Cô chỉ cần ngồi chơi nói chuyện với cái gia đình là vui rồi. Rất là dễ thương, cô rất là đáng kính cả nhà. Người Hội An luôn, người Hội An rất là nắng, nên là nghe ba mình ở Đà Nẵng nên rất là quý. À, sao được rồi. Con này bữa mình mua nhiêu ký không? 350. Nhiêu đây là thì 2 ký mấy sao á? 2 ký. 2 ký 10 con cả nhà. Bữa chú Bình lên á là tính làm mua về để đãi chú Bình, nhưng mà chú Bình lại đi qua bên Kim Tử Long review, nên là phải để lại. Để hôm nay là anh em vô thì mình sẽ làm cái này đãi anh em, rồi mai mốt chú Năm mà có lên nữa thì mình sẽ mua cái khác đãi chú Năm. Vì chú Năm thật sự các bạn biết sao không, có nhiều bạn nói sao đãi chú Năm đồ ăn dở rồi này kia. Thật sự là các bạn biết là chú Năm mình không thiếu cái gì hết trơn á, nên là tâm hồn tâm đồ mình hỏi cu hoàng đế thì mình hỏi chú Năm có muốn ăn không, chú Năm ngán, chú Năm muốn ăn, nên là thành ra là được ghê. Ok, bây giờ nè, tất cả các món mà làm xong rồi nè. Đây là sò điệp nhật, nước mỡ hành, tôm hùm xào hành gừng. Đây là cái lẩu ngót đó, còn đây là gia đình mình nè. Hello, chào. Rồi thì bây giờ mời mọi người cùng lên bàn đi. Rồi mời mọi người đi. Đó thì hôm nay là ở đây xin giới thiệu các bạn, đây là anh Quốc với chị Mai, là cả nhà cũng biết rồi, qua kênh của chú Bình mình. Bên đây là anh Việt, con của bác ba mình. Rồi đây là giờ chú mình, còn ba mẹ mình với Ngọc thì cả nhà quá quen thuộc rồi. Rồi thôi bây giờ xin mời đại gia đình mình cùng thưởng thức món ăn ngày hôm nay của gia đình mình nha. Rồi mẹ bóc cái tôm á, mẹ bỏ vô luôn cho nó nóng, nó chín luôn mẹ. Ừ. Ngon quá. Em làm hết á, nay em tổng đạo diễn luôn. Hồi nãy có thắc mắc với Bảo cái này nè. Cái món đó là ngon lắm. Mình cha mình ở ngoài Đà Nẵng thì hay nấu đồ lẩu hải sản đó chị. Nhà chị hồi đó hay nấu lẩu hải sản, nhưng mà thường nấu cái nước thơm cà lên. Thơm cà với lại có cái sốt của lẩu á. Nhưng vô tự nhiên thấy Bảo nấu cái nước này ngon ghê luôn á, nước rất thanh luôn. Cái này là em học ở ngoài Hạ Long á. Hạ Long hả? Bữa vừa rồi đi Hạ Long là ngoài đó người ta ăn cái ngót ngót kìa. Cái mình thấy người ta nấu. Mình thấy người ta nấu là hỏi cái cách người ta nấu sao, mình về mình tự làm vậy đó. Rồi gia đình mình khui bia đi. Thành công luôn. Một lát em vô bàn em chia sẻ nha. Giờ để ăn đi. Ăn cái cua này là đặc biệt là số hợp đi.
con làm luôn đi. Làm luôn đi, chút karaoke vui. Đây là hôm nay đặc biệt là cái cua này em nghĩ là anh Mai, anh Bi, chị Mai là chưa ăn thà. Anh Việt kêu thử nè, giờ thử cái cua này. Đây là cua lông. Cua lông của Hồng Kông á, cái gạch rất đặc biệt, rất béo, ngon. Sò đó, qua lấy tắt, qua lấy trái tắt ta. Sò này là phải chấm với cái bài. Ngon anh chị Mai. Ngon, rất là béo. Cái gạch nào quá trời đúng không? Đúng như là bạn nói luôn. Nó giống như cái lòng đỏ hột gà vậy chị Mai. Nếu chị Mai ăn cảm nhận. Vậy đó ba mẹ, vậy đó. Cái con cua này. Nãy giờ cua đồng. À, bự hơn cua đồng tí. Cái nè, người ta gọi cua lông là do cái chân này nó có lông nè. Mua đâu đây không? Cái này em mua ở bên mấy cái shop hải sản á. Chỗ bảo hay đưa chị đi đó hả? À, chỗ khác nữa, em về cũng nhiều chỗ lắm. Chỗ nào rẻ em mua. Professional rồi đúng không? Đúng rồi. Không đi. Còn ăn này ngon không? Sò này ngon không? Sò này sò gì vậy? Sò điệp Nhật. Sò điệp Nhật hả? Ừ. Vô chú bốn là đã tròn rồi, đồ Nhật với đồ Pháp rồi không à? Ừ. Đồ đồ nước ngoài không à, cua lông về Hồng Kông. Tôm hùm thì Alaska. Mà còn cái sò thì Nhật. Đó. Rồi. Tất cả đều chấm với muối tiêu Việt Nam. Đúng rồi. Bảo nấu ăn hả? Tức là chị thấy qua mấy cái clip của Bảo biết ha, nhưng mà chị chưa. Còn đây cầm hầm. Còn cầm hầm đâu. Hôm nay là nặng tay hơn rồi phải không? Xin chào đại gia đình nha. Hôm nay gia đình mình thì sum họp vậy đó. Rồi không quá đi mọi người ơi. Hay có cháu mà đang còn quay thứ hai mình. Là chỉ với hai mình rồi con cũng nghĩa với ba nữa ghé qua đây từ Đà Nẵng qua đây lấy thăm nhà chú bốn cho biết nhà không có chuyện này. Đây là gia đình của mình là mới vừa tập hợp ở về nhà bà nội để mà thứ nhất là đại gia đình mình là mới vừa tập hợp về nhà bà nội để mà đám giỗ ông nội, sau đó là làm cái lễ mừng tuần thọ cho bà nội của mình. Và hôm nay thì mình lên lại Sài Gòn thì chú bốn ông Ngọc với là chú Bảo có mời qua nhà để cùng ăn bữa cơm thân mật. Đúng rồi, anh chị ra Đà Nẵng ai mở anh chị về như đây tiếp đúng quá còn gió cá đúng này còn mặn nhớ nhưng mà vì sao mà anh có bảo thì cũng làm đơn giản thôi nghe, anh làm nó tịnh soạn quá bảo đó bao giờ nghe. Đây là cái bữa ăn hàng ngày của nhà chú bốn đó. Có bà chị dâu của hỏi tiền rồi chí không kịp thở luôn, chưa kịp ngủ dậy là bà đã hỏi là chuẩn bị đi đâu ăn sáng, chuẩn bị mới lên đây hết là có tiền rồi, có cháu dâu chuyện đó lên và lên đó mà. Nhưng mà chị biết xong chị á là tụi em cũng có bị cái ngại nữa. Ngại gì vậy? Ngại là chu đáo quá cũng ngại. Đi đến nơi để trốn không ạ? Em ra bên nhà ra như vậy á, nhà cả nhà cũng thấy rồi đó. Mình ra cái lọ hả, em đi là ra đó. Nhậu đó hả? Đi mà nó đi bằng cái sân tay rồi. Nói vậy thôi, cái nhà mình ai cũng gì mà đồ. Có phải cái gì mà có đúng rồi gặp nhau đâu. Đúng không? Ừ. Rồi khi phải có cái chuyện riêng nó mới đi. Đúng rồi. Ngọn nó làm được con rồi đi. Mẹ nói là mày em mày là mày em mày là mày em mày là mày em mày là mày quá có bốn ăn cái bún rồi mà nước ngon phải không? Cái đi là về lát thứ hai nấu về phi hầm tỏi cho lên xong đổ nước vào một bọt đặt khoảng 3 cái me muốn cái me tươi á me me sống sao ba nước lỏng không hay là cặp sẵn luôn đập vậy đó mình bỏ vô mình nấu đi cho nước sôi nó ra cái chất chua đó cho cà chua vô mình nêm nếm, nếu chua quá thì mình thêm nước làm nữa. Mà hồi nãy chị nói chị nếm thử
cực kỳ ngon. Thằng cái mè đúng là mè tươi thì nó thành khác cái mè ngọt của mình. Mè tươi nó thành ít nhán hơn cái mè khô. Mè Việt Bảo đúng là có năng chiếu ăn đúng không? Chứ đâu phải. Nó cũng có kiểu á. Kiểu đúng. Không biết là chứ. Em cũng thấy là em có biết mà. Nó ăn thì thao cái này cho em ăn ngủ một cái. Cái bà cô hồi nãy đó con. Bà ăn mà Vĩnh Phúc bà vô. Anh Bảo làm hết. Bất ngờ đó. Bất ngờ mấy cô nhà tiểu thư nhà ra đường làm công việc thì giỏi lắm, còn được biết là dở. Chị thấy thì rất là ok, mà chỉ có cái là không biết ăn là. Anh Duyên nhớ là mai có làm giao cho anh nấu cơm với lại cá lục đó. Là 21 mà cơm với anh với cá lục với lại thêm vài món ra muốn gì đó muốn ăn nữa. Nhưng mà không có thời gian á. Cho nên là cơm với cá lục là anh coi như là anh chơi chung chút quá, anh nấu cháo vậy à? Không phải, anh nói là để cho mai kể cho cả nhà với lại cả nhà mình nghe cái câu chuyện kỷ niệm của anh nấu ăn này. Hồi đó chị Mai xin Mia lần đầu tiên hết, cả nhà đi hết, hai nhà hết, và có cá lục tươi ở ngoài biển hết, chứ ở ngoài này đang ăn cá tươi đó. Mua anh bên tập thể dục ở đây là con bé mua nó con cá lục ở dưới nước về đây nấu cơm. Mà giờ cá nục không biết làm sao á. Thường mà là cá nục chiên mắm hay là kho bỏ mà. Anh đi là cắm được lên lên. Cả mấy con cá nục vừa luôn. Thì mẹ nấu luôn ghê ghê. Ăn cá trong bữa cơm luôn. Để cơm luôn. Là khi chín là chín luôn. Chín luôn. Cơm chín là cá nục chín luôn. Cá nục chén nó có mớt xanh đó. Là có khi cá ở trên rồi có khi cơm ở dưới. Cá ở trên rồi có cơm ở dưới cá ở trên đó. Coi như là chín cơm là coi như là cá chín luôn đúng không? Bây giờ mình nấu canh thôi là rát vô cầm. Bây giờ có ai mà đã có thể cái món của Mỹ thiệt một lần là để cả luôn. Rồi nó tăng chuyện nó nổi kìa. Thì đó, mình đi ăn được con, mà cá mực tươi thôi. Cá mực tươi thôi, mà ở. Nhưng nó một canh như vậy. Cá mực tươi thôi, cái mực tươi chỉ cho nó. Đó, bạn đi mình là thật sự tiếp người dễ ăn. Đúng, em cũng định nói là anh Bi em không có phải là dân thưởng thức ẩm thực ở ảnh là cái gì anh ăn cũng được. Không, anh rất muốn ăn gì ăn, không phải là dễ ăn đó. Quà là cái bốn là cột, chứ sao là chèo. Lớn hơn là cột. Cuộn ông đi. Hả? Ở đúng rồi, cuộn chèo lớn hơn là cột. Cái này là lớn hơn là chèo. Bi đi, đạo lên. Đạo lên biết cười á. Nó cài thứ. Ok, đại gia đình mình ơi, coi như là cái bàn tiệc cũng như những món ăn anh em đang ngồi đây chơi rất là vui ở đây, thì bây giờ Bảo xin kết thúc cái video đây nha cả nhà, để cho mọi người có thể thoải mái trò chuyện cũng như là tâm sự với nhau. Thì Bảo xin cảm ơn tất cả mọi người đã luôn ủng hộ yêu thương video của gia đình mình. Xin chào, hẹn lại mọi người ở video tiếp theo. Bye bye, bye.